Em vừa mới khui ra được một cái máy này nhá. Đấy, không hiểu nó là cái loại gì nữa. Đó, đây. Chiều ngang khoảng tầm 2 găng tay này, 1 này, 2. Đó. Còn chiều rộng này 2 này, 4 này, 6 này, khoảng 60 nhá. 2 khoảng thôi nhá. 2 4 này, 6 này. 60 này, 60 40 đấy. Đấy. Kiểu thế đấy. Đấy. Thì ở đây nó ghi là Zoom Runner, tức là khả năng kiểu như là chạy ở trong trong nhà đấy. Ở đây là có cái ở đây là có cái kiểu như cái xoay. Đó. Cái xoay này kiểu dạng như là thời gian, nó ghi là time này. Đó. Thì ở đây nhé, đây, nó này lên này xuống này, đây này, đó. Thì kiểu như là dạng này, kiểu như dạng chạy này này, đó, kiểu dạng như thế thôi, nhưng không biết là có phải đúng không, đấy, chắc là kiểu dạng chạy trong nhà gì đấy, đây, đó. Em thanh lý bán cho quý vị nhé, bán cho quý vị cái này. Đó. Về cho dành cho những ai yêu thích tập thể dục hoặc là gì gì đấy mà nghiên cứu nhé, bởi vì em quý vị cũng đừng hỏi em là cái này sử dụng như nào nhé, bởi vì em không biết được và em chỉ hiểu được cái phần nào đấy thì em tả cho quý vị thôi, chứ em không hề hình dung ra được nó là nhà đâu. Đó. Thì con này là em bán gọi là về cho quý vị gọi là bán kiểu dạng thay cho bán sắt vụn nhá. Đấy. Thì con này em bán là 290.000. Đấy. 290.000. Đấy. Quý vị nào lấy thì alo cho em nhé. Số điện thoại của em là 0966 594 581, địa chỉ là 57 phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Vâng, em xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào video clip tiếp theo của em.